Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin thị trường của Thủy Sản Di. Hôm nay Thủy Sản Di xin gửi đến quý vị và các bạn bảng giá tôm cá thương phẩm các loại cũng như bảng giá giống của một số công ty uy tín. Và để mở đầu bản tin, sau đây là bảng giá thẻ thương phẩm. Giá thẻ thương phẩm tiếp tục tăng so với cùng kỳ ngày hôm qua. Vì size 20 con 190.000, 25 con 172.000, 30 con 158.000, 40 con 131.000, 50 con 120.000, 60 con 115.000, 70 con 112.000, 80 con 104.000, 100 con 96.000. Về giá tôm sú oxy, 40 con 140.000, 50 con 130.000, 60 con 120.000, 70 con 110.000. Để bản tin được đầy đủ hơn, hôm nay thị sản Di xin cập nhật bảng giá cá thương phẩm các loại. Nhìn chung, so với ngày hôm qua giá cá không tăng. Cá tra 24.000 đồng 1 ký, cá lóc 29.000 đồng 1 ký, ếch 23.000 đồng 1 ký, cá rêu hồng 33.000 đồng 1 ký, cá rô phi 30.000 đồng 1 ký, cá rô 32.000 đồng 1 ký, cá thác lát 46.000 đồng 1 ký. Phần cuối của bản tin sẽ là bảng giá giống. Giống Hoàng Lộc, giống tiêu chuẩn 108 đồng khuyến mãi 70, giống siêu công nghệ 116 đồng khuyến mãi 40. Chương trình khuyến mãi áp dụng cho tới khi có thông báo mới. Giống Việt Úc 127 đồng, giống Mô Nam Minh Phú 150 đồng, giống Nam Mỹ 126 đồng khuyến mãi 30, giống Mỹ Kim 105 đồng khuyến mãi 50, giống CB 146 đồng. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm video tại Thị Sản Yến Di. Nếu quý vị thấy video ý nghĩa và có điều đặc biệt đến tất cả quý vị, không quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh Thị Sản Yến Di, hay là chia sẻ cho những người thân, bạn bè, anh em để cùng phát triển cho ngành tôm tại Việt Nam. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn kết nhau nhiều hơn để thành công hơn trên ngành tôm. Và xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn một vụ mùa thật sự thành công và thật sự tuyệt vời.